Mùa khô năm nay, nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên mặc dù được xem là năm hạn mặn lịch sử, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã giảm được nhiều thiệt hại về nông nghiệp. Mặc dù vậy, vẫn có khoảng 30.000 hecta lúa, 80.000 hecta cây ăn trái bị ảnh hưởng, hàng chục ngàn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Một giải pháp tổng thể để đồng bằng sông Cửu Long có thể thích ứng và sống chung với hạn mặn là vấn đề đặt ra vào lúc này. Mùa hạn mặn, dù nhà ngay bên sông nhưng người dân xã Viên Bình vẫn thiếu nước sinh hoạt. Hôm nay, được hỗ trợ túi nhựa có khả năng chứa tới 7 khối nước, anh Ẩn không khỏi vui mừng. Những chiếc túi này thuộc dự án hỗ trợ người dân đồng bằng sống chung với hạn mặn. 7 khối này được nếu xài chính là được 3 tháng. Bà con đây có túi này ta cũng mừng trăm đại nè. Nếu có cho thêm nữa thì ta cảm ơn. Trao tặng cho nông dân 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là 3.331 túi chứa nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kết hợp với chính quyền để triển khai trồng mẫu 50 hecta lúa tím chịu mặn tại 3 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Sóc Trăng. Xuất hiện từ tháng 12 năm ngoái, hạn mặn đã khiến cho hàng trăm nghìn hecta cây trồng bị thiệt hại và khoảng 96.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Vì vậy, bên cạnh việc hỗ trợ trước mắt, về lâu dài, các chuyên gia cho rằng cần phải xem nước mặn là tài nguyên và phải có phương án mang tính tổng thể và dài hạn để thích ứng với hạn mặn. Trung ương tới địa phương có thể tập trung những công trình nó có tính chất tổng thể hơn, có những công trình lớn, rồi cung cấp những cái thông tin đến người nông dân kịp thời hơn nữa. Hoặc là chúng ta chọn lựa những cái giống cây trồng có tính chất thích ứng hơn với vấn đề hạn mặn. Như tại xã Trung Ngãi, một dự án luân canh lúa tím và tôm cá đang được gấp rút triển khai. Các tính toán cho thấy với mô hình này, lợi nhuận của nông dân sẽ cao gấp 2 đến 3 lần trồng lúa đơn thuần. Cái giải pháp đưa lúa tím vào sản xuất giúp cho bà con là an tâm sản xuất trên cái mảnh ruộng của mình trong cái tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Cái này là cũng là nằm trong cái chủ trương chuyển đổi mà tôi thấy cái đó là coi như nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao. Cùng với Mạnh Thường Quân hỗ trợ hôm nay thì chúng tôi sẽ có quan tâm chỉ đạo để thực hiện tốt cái chương trình này. Ở nhiều vùng chuyển đổi, với mô hình tôm lúa, nông dân thu lãi hơn 60 triệu đồng một hecta. Điều này cho thấy, ngay cả khi tình hình hạn mặn có trở nên phức tạp hơn, nhưng nếu có sự vào cuộc đồng bộ thì chuyện sản xuất vẫn sẽ thuận lợi. Đây cũng là hướng phát triển thuận thiên theo nghị quyết 120 dành cho đồng bằng sông Cửu Long.